Vâng, hello, em chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tại khu vực tìm kiếm tại cầu Làng Nổ, cũng như để tất cả quý vị và các bạn sẽ thấy được những hình ảnh mới nhất ngày hôm nay. Thì như thông tin em đã cập nhật vào ngày hôm qua ấy, thì đúng ra là đã kết thúc tìm kiếm, cũng như là đã hết cái thời hạn là 5 ngày. Bởi vì mọi người đã biết rằng là sau ngày 25 tháng 9 ấy, thì bên bộ đội cũng đã rút và cũng đã dừng tìm kiếm ở khu vực này, và vẫn còn gia hạn thêm 5 ngày để máy múc bên công ty Huy Bảo ấy, thì sẽ tiếp tục thực hiện cái công cuộc là tìm kiếm những người còn sót lại. Thì đến ngày hôm qua thì vào buổi sáng thì cũng không có hoạt động mọi người nhé. Mãi đến chiều ngày hôm qua thì em cũng nghe được thông tin lại là tiếp tục phối hợp với địa phương hay sao ấy, thì để tiếp tục gia hạn thêm 5 ngày cuối cùng nữa, là đến ngày mùng 10 đó, đến ngày mùng 10 của tháng 10 sẽ chính thức là kết thúc tìm kiếm đó. Vậy là có nghĩa là sẽ gia hạn thêm 5 ngày nữa, nên là ngày hôm nay thì bên công ty Huy Bảo thì vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm ở khu vực mà nghi ngờ. Mà khu vực nghi ngờ này thì không ở chỗ nào khác, vẫn ở chỗ cái khu vực cầu Làng Nổ thôi, vẫn là cái khu vực mà trước mà mọi người đã thấy rằng là đã tìm kiếm được 3 người đó, vẫn tìm kiếm quanh khu vực đó chứ không phải khu vực nào khác đâu. Bởi vì là khu vực đó thì cũng được nghi ngờ nhiều nhất, nhưng mà hôm nay thì cũng có huy động thêm một chiếc máy xúc cần dài đó, một chiếc cần dài với hai chiếc cần ngắn. Thì đa số thì vẫn tìm ở đây là hai chiếc cần ngắn màu vàng và màu cam cam á đó, còn một chiếc cần dài thì cũng mới xuống để tìm được những cái vị trí sâu hơn. Bởi vì như tất cả mọi người đã biết rằng là ở khu vực này á thì rất khó để xác định cái vị trí nào là có người nằm bên dưới, bởi vì mọi người đã biết rằng là ở Làng Nổ thì nó rộng mênh mông, không biết đường nào mà tìm kiếm. Thì sau cái thời gian từ ngày mùng 9 tháng 9 và đến tận ngày 25 tháng 9, nó có nghĩa là sau cái thời gian là tầm 16-17 ngày tìm kiếm, thì lúc đó thì cũng đã tìm kiếm được rất nhiều người, nhưng mà vẫn còn sót lại là hình như là còn bây giờ là đến thời điểm hiện tại là vẫn còn 9 người nữa. Bởi vì tất cả mọi người đã biết rằng là ở cái khu vực mà cầu Làng Nổ đó thì đến ngày hôm nay thì cũng chưa tìm được ai, kể từ cái ngày mà tìm được người mẹ của em Phúc đó. Thì sau đó thì em cũng đã quay cho mọi người xem trực tiếp đó, thì đến tận ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm được thêm ai cả. Thì đây cũng là một thông tin mà mọi người đang rất là quan tâm, là không biết là cái công cuộc tìm kiếm thì còn diễn ra hay không. Nhưng mọi người phải đặt ra một cái vấn đề là ở khu vực này mọi người thấy đây, nó rất là rộng đó, phải huy động thêm cả một cái máy xúc cần dài xuống để có thể là múc ở vị trí sâu hơn đó. Bởi vì phải úp ở vị trí sâu hơn và phải xác định được cái vị trí nào là cái vị trí mà có người nằm bên dưới. Bởi vì em nói tất cả mọi người là nó rộng mênh mông, nó cả hàng vài cây số cái chiều dài, và có thể cái chiều rộng nó lại có thể là đến mức độ cả cây số. Thì mọi người thử nghĩ coi, bây giờ chúng ta không thể nào xác định được cái vị trí nào là có người ở bên dưới, mà chỉ có thể múc và nó ví dụ như là nó có cái gì ở bên dưới, có đá, có cột, có trụ gì bên dưới, thì lúc đó thì người nó sẽ mắc phải và nó sẽ có được cái nơi để mà mọi người tìm kiếm nó chính xác hơn. Chứ còn đến ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy ở đây thì rất nhiều máy xúc cũng tìm kiếm, nhưng mà đã trải qua ở đây mọi người biết là đã 7 ngày rồi, từ ngày 25 mà đến tận ngày mùng 4 đó, buổi sáng ngày mùng 4 thì mọi người biết rằng là vẫn còn, lúc đó buổi sáng mùng 4 thì em thấy là không có hoạt động đâu. Bởi vì em cũng di chuyển từ bên Hà Giang để qua bên Làng Nổ, thì đến chiều ngày mùng 4 tầm độ 1-2 giờ, lúc đó vẫn chưa hoạt động đó. Đến lúc chắc là cũng phải hội ý rồi tìm hiểu những cái phương pháp để tìm kiếm, mất thời gian một ngày đó. Và sau đó đến tận chiều tối ngày mùng 4 tháng 10 thì mới tiếp tục là tìm kiếm một khu vực quanh đây. Thì mọi người thấy rằng là ở đây là để mà tìm kiếm được những người còn sót lại nó vô cùng khó, bởi vì là từ cái khu vực mà mọi người biết ấy, là cái khu vực cầu, cái chân cầu mà tìm thấy được ba người ấy, ba người này không phải tìm được một lúc, mà ba người này là tìm được ở những thời điểm khác nhau, nhưng mà được tìm được ở một cái cây cầu đó. Đó thì cây cầu đó cũng gần khu vực này thôi, mà ở những cái nơi mà người đang xem ấy thì nó sâu tận 4-5 mét. Bây giờ không thể xác định được là cái vị trí nào là có người nằm bên dưới, đúng không? Không thể xác định được, bởi vì là bây giờ mọi người biết là cái sâu trong lớp bùn đất nó tận 3-4 mét cơ. Đó, nó sâu nó tận 3-4 mét, không biết cái đường nào là có người, cái chỗ nào là có người, nên là để tìm kiếm và đưa những người đó lên nó cực kỳ khó khăn. Nhưng mọi người cũng hiểu, và cũng để chia sẻ với tất cả mọi người là cái khu vực mà máy xúc mà đang múc ấy thì cũng chỉ là nghi ngờ và múc ở khu vực đó thôi, chứ không có biết chắc chắn. Bởi vì mọi người biết là cái khu vực này nó rất là rộng, nó rộng mênh mông, nên là mọi người cũng lo lắng. Mà ngày hôm qua mọi người bảo là nếu như mà dừng tìm kiếm rồi thì gia đình sẽ tìm kiếm như thế nào.
Bởi vì bây giờ cái sức người thì không thể tìm được. Bởi vì nói thẳng với mọi người là sức người không thể tìm được. Bởi vì cái bùn đất mà nó lấp lên ấy, nó sâu, nó phải cái tầm là phải 3 đến 4 mét. Có cái khu vực mà cầu mọi người tìm thấy hôm nọ là ba người nằm ở dưới ấy, thì nó sâu hơn 5 mét. Thì em hỏi mọi người là sức người làm sao mà có thể tìm được những khu vực đó, đúng không? Nó cực kỳ khó luôn. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay khi tất cả quý vị và các bạn đã xem được những cái thông tin về cái việc là cái nơi mà nghi ngờ nhất ấy, thì bởi vì đấy là cái hướng mà nước nó đánh qua ấy, thì mọi người cũng nghĩ rằng là có thể là khu vực này là vẫn còn người nằm ở dưới, cũng như là khi mà nước nó đánh qua thì nó con người nó sẽ khó trôi. Bởi vì mọi người biết đấy là cái khu vực này nó rộng mênh mông, nó không biết cái đường nào để mà tìm kiếm đâu. Còn bây giờ múc như vậy thì cũng chỉ gọi là mong muốn là may mắn để tìm được những cái số người đó nó sẽ giảm xuống. Ví dụ như bây giờ mọi người biết đấy là bây giờ ở dưới nó toàn là đất, cái cát nó sình lầy, mà cái thời gian càng dài thì cái độ phân hủy càng cao. Nó có nghĩa là bây giờ là từ ngày 9 và đến hôm nay là đã là đến, nếu mà tìm đến mùng 10 đó là tròn một tháng, hơn một tháng đó, hơn một tháng tìm kiếm một người nằm ở dưới bùn. Thì em hỏi tất cả mọi người này, bây giờ đất cát nó mênh mông và rộng lớn như thế, thì em hỏi tất cả mọi người là tìm ở đâu để có thể thấy được những người đó, đúng không? Tìm ở đâu mà thấy được? Bây giờ cái khu vực mà mọi người đang xem thì cũng là cái nơi mà gọi là nghi ngờ đó, cũng như là mọi người nghi ngờ và cũng có nghĩa là cũng nghĩ rằng là sẽ có người nằm ở phía bên dưới. Khu vực này cũng sát cái khu vực mà cầu Làng Nổ thôi, nó không có xa đâu mọi người, bởi vì mọi người cũng nghĩ rằng là nó nằm ở trong khu vực này, nó nằm ở trong cái khu vực mà mọi người đang thấy là nghi ngờ nhất. Bởi vì cái khu vực này thì cũng được mọi người quan tâm, nghĩ rằng là sẽ có nhiều người nằm ở bên dưới, nên là rất nhiều quý vị khán giả cũng có nói rằng là có thể khu vực này thì cũng vẫn còn người, như là máy xúc thì cũng liên tục là tìm kiếm ở khu vực này. Bởi vì từ cái trên mà cái chỗ mọi người nhìn thấy đi xuống ấy thì nó cũng vẫn là khu vực mà bên trong nha, nó bây giờ tìm kiếm ấy là nó ở bên trong cái cầu Làng Nổ, còn cái hôm bữa tìm kiếm ấy thì nó là ở bên ngoài cái cầu Làng Nổ đó. Hôm bữa thì mọi người biết là tìm kiếm ở bên ngoài cái chỗ cái cầu ấy, thì nó nằm ở tút cái ngoài bụi tre bụi diễn ấy, nhưng bây giờ lại tìm kiếm ở bên trong, tức là bây giờ tìm sát ở hai bên bờ, còn hôm bữa thì lại tìm ra bên ngoài đó. Thì cũng mong muốn là tìm những cái số người còn lại thì nó sẽ giảm xuống, bởi vì là bây giờ vẫn còn 9 người nữa mà đó, từ hôm bữa đến nay thì vẫn còn 9 người nữa vẫn chưa được tìm thấy. Thực ra là bây giờ không biết là những người đó đang ở đâu, không thể biết được là đang ở đâu, đang nằm ở chỗ nào đó. Bây giờ không biết là những cái người mà họ cũng bảo là thầy rồi, là thầy cúng thầy bà rồi tìm được gọi hồn và vong đó, thì bây giờ anh hỏi tất cả mọi người tìm ở đâu, đúng không? Nó không có cái phương hướng nào để tìm kiếm cả, và cũng không có cái điểm nào gọi là chính xác. Nên là bây giờ máy múc thì họ vẫn tìm ở khu vực bên sát bên bờ. Nghĩa là bây giờ thì cái phương án là 5 ngày nữa đó, 5 ngày nữa mà nếu như mà không tìm thấy được một ai, hoặc là tìm thấy được một ai thì cũng vẫn sẽ kết thúc, và sẽ kết thúc cái công cuộc tìm kiếm tại Làng Nổ. Như vậy thì có nghĩa là đã trải qua một tháng để tìm kiếm những người còn sót lại. Nhưng mà nếu như sau một tháng đó thì có thể là bên công ty Huy Bảo hay là chính quyền địa phương hay là gia đình có nguyện vọng tìm, thì em nghĩ rằng lúc đó sẽ vẫn tìm, nhưng mà tìm theo cái phương thức nhỏ lẻ, ví dụ như là tìm một máy này, hay là có thầy chỉ chỗ nào thì mới tìm chỗ đấy, kiểu như thế đó. Nhưng mà đại loại là như thế, nhưng mà em nghĩ rằng là rất là khó để mà xác định, bởi vì chúng ta đã biết rằng là bây giờ thì không biết được là cái người mà còn sót lại đó là bây giờ nằm ở đâu. Bởi vì mọi người biết rằng là cái khu vực mà cầu Làng Nổ, khu vực mà mấy cái bên nhà sàn ấy, thì cũng không thể nào biết được là có người nằm bên dưới hay không đó. Bởi vì cái khu vực mà mọi người thấy rằng là nó sát cái khu vực nhà sàn ấy xuống ấy, nó sát cái mép bờ ấy, thì đang được mọi người nghi ngờ là có thể là có nhiều người nằm ở đây đó, nghi ngờ nhá. Còn lại thì những cái vị trí khác có thể là nó xa hơn và sâu hơn, thì như khu vực mà nhà sàn mà em hay quay á đó, khu vực đó em cũng nghi là có người, nhưng mà cũng chả thể nào mà khẳng định được là ở đó là nó có người nằm đó hay không, bởi vì cái quá trình tìm kiếm ở khu vực đó nó cực kỳ khó. Ví dụ như là em nói tất cả mọi người, bây giờ ở khu vực này này là chỉ có múc thôi, nhưng mà ở trên kia thì còn phải dỡ nhà, rồi còn phải dỡ những cái ví dụ như là cây cối rồi là tùm lum hết á, nên là để tìm kiếm bây giờ, thời điểm bây giờ là nó cực kỳ khó khăn mọi người ạ, nó không hề dễ dàng. Mà ngược lại hơn nữa thì bây giờ mỗi một ngày trôi qua thì cái thời gian phân hủy nó lại càng cao, bởi vì là đã từ ngày mùng 9 mà bây giờ đã là gần một tháng rồi đó, bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa thì em cũng nghe được thông tin là đúng ra là ngày mùng 4 là đã tạm dừng rồi, bởi vì hết cái thời hạn tìm kiếm. Nhưng mà sau đó thì chắc là bên công ty cũng như là bên nguyện vọng của người dân, cũng như là mình nghĩ rằng là vẫn còn một cái tình nghĩa gì trong đó để mọi người cố gắng để tìm kiếm những người còn sót lại, thì đã gia hạn thêm một lần nữa là 5 ngày nữa đó. Nên là 5 ngày nữa mà không tìm thấy thì sẽ dừng tìm kiếm
hoàn toàn, có nghĩa là bây giờ đang là 3-4 máy mà. Nếu mà ít bữa nữa mà có tìm kiếm thì tìm kiếm theo nguyện vọng của người dân ấy. Thì em nói tất cả mọi người, thứ nhất là cái chi phí nó cực kỳ cao. Một ngày mà máy mà làm việc thì mọi người biết rồi đấy, cái lượng dầu mà chi phí cho một ngày tìm kiếm thì nó cực kỳ nhiều. Để một người dân thường mà mất đi người thân, mất đi gia đình mà đi tìm kiếm, em nói mọi người rất là khó để mà có thể là hoạt động được một máy, chứ đừng nói là 4-5 máy. Đó, nên là ở đây đó, em nói tất cả mọi người là chúng ta cũng phải gọi là gửi một lời cảm ơn đến công ty Huy Bảo với máy xúc này. Họ đã sát cánh cùng với người dân và tìm kiếm cũng được rất nhiều người còn sót lại. Nhưng bây giờ nếu mà tìm thấy được thì cũng là niềm may mắn. Còn em nói với tất cả mọi người rất là khó để mà tìm được, bởi vì là khu vực này nó sâu. Nó sâu và mọi người biết rằng là khi mà cái độ sâu mà như thế thì để mà tìm kiếm được một người thì nó khó lắm. Mọi người cứ tưởng tượng coi, nó giống như kiểu là mò kim đáy biển vậy á, đúng không? Một cái khu vực mà nó sâu 4-5 mét thì em hỏi tất cả mọi người làm sao mà có thể mà tìm kiếm được. Còn chưa kể đến là khu vực này nó còn có cây cối đất đá rồi tùm lum hết á. Đó, thì làm sao mà xác định được vị trí? Ví dụ như cái độ sâu có thể là 4-5 mét, nhưng mà xác định được cái vị trí, ví dụ như là ở có thầy nào đó hay là nhập vô gia đình của ai đó hay là như thế nào đó, nó độ chính xác cao, thì lúc đó sẽ tìm ở khu vực đó thì có thể là mới thấy. Chứ còn em nói tất cả mọi người bây giờ thì để tìm kiếm được nó khó lắm, nó không phải là dễ dàng đâu. Đặc biệt nhất là cái khu vực này thì mọi người cũng thấy rằng là nó rộng, mênh mông, nó không dễ để mà có thể phát hiện được một người. Và mọi người cũng biết rằng là ở đây khu vực làng nổ này đã tìm kiếm suốt từ ngày hình như là ngày mùng 9 là xảy ra sự việc. Đến tận ngày hôm nay mọi người thấy rằng là chưa hôm nào mà không tìm kiếm cả. Đó, nhưng mà có thấy đâu, đúng không? Không có thấy. Đó, không biết là bây giờ là sẽ như thế nào, bởi vì còn 9 người nữa mà, 9 người nữa. Nhưng mà nếu như mà nằm ở khu vực nào đó nó tập trung thì còn dễ. Chứ là lác đác một người thì em hỏi mọi người tìm bao giờ cho ra. Đúng không? Làm sao mà biết được người nằm bên dưới hay không? Mà trong khi đó em nói tất cả mọi người nhá, cái khu vực mà bên trên, khu vực nhà sàn nó sâu 4-5 mét. Đấy, làm sao mà tìm thấy được? Còn chưa kể đến là cái khu vực đó thì bây giờ bùn đất sình lầy rồi, là cái người càng ngày càng phân hủy, tìm mỗi ngày mỗi khó. Nên là cái công cuộc tìm kiếm bây giờ em nói tất cả mọi người giống như mò kim đáy biển vậy ạ. Cực kỳ khó, và cũng gọi là hy vọng vào một cái điều gì đó nó phép màu đến với gia đình, có nghĩa là sẽ tìm được người thân thôi. Chứ còn bây giờ mọi người biết rằng là ở làng nổ thì cũng còn nó có cái vị trí đất nó quá rộng, nên là không thể xác định được cái vị trí nào là có người nằm dưới, nên là cái quá trình tìm kiếm bây giờ nó cũng khó khăn chứ đâu phải là dễ dàng đâu. Đó, nên là mọi người biết rằng là ví dụ như là ở khu vực bên trên đó thì tìm kiếm nó còn dễ, còn ở bên dưới thì tìm kiếm cũng khó lắm mọi người ạ. Không hề mà dễ dàng đâu. Và hôm nay thì khi mà tất cả quý vị khán giả mà nghe được thông tin là sẽ gia hạn thêm 5 ngày nữa thì rất nhiều người đã rất là vui. Bởi vì là công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm, cũng như là bên phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình họ lại có thêm một cơ hội. Nhưng mà em nói tất cả mọi người rất là khó, bởi vì là bây giờ sẽ là 5 ngày cuối cùng, 5 ngày để tìm kiếm thêm được người nào hay người đó. Chứ bây giờ mọi người biết rằng là hàng tháng trôi qua thì cái độ phân hủy nó sẽ cao, và tìm kiếm độ sâu mà dưới bùn đất tầm 3-4 mét thì nó cũng rất khó. Nên là để mà tìm kiếm được thêm một người nào đó thì là cái sự may mắn, cũng là gọi là cho gia đình thì có thể đưa được về chôn cất ấy. Nhưng mọi người thấy rằng là đã tìm kiếm rất là lâu. Đó, đã 4-5 ngày trôi qua ấy mà ở khu vực này thì vẫn chưa tìm kiếm thêm được một ai cả. Đó, cái khu vực mà sát bên trong mép bờ ấy, thì bây giờ cũng đang được múc và tìm kiếm. Cũng được di chuyển thêm cả máy múc cần dài, rồi là vẫn chủ yếu là hai cái máy vàng thôi. Và máy cần dài thì cũng thế thôi. Nói chung là múc ở cái vị trí độ sâu thì lúc đấy mới xuống. Còn không thì sẽ là hai cái máy xúc vàng này để xúc tìm kiếm ở khu vực đó. Nên là cái quá trình mà tìm kiếm bây giờ cũng rất là khó khăn đấy mọi người ạ. Rất nhiều người thì cũng nói rằng là bây giờ phải tìm ở cái vị trí mà trên nhà sàn. Nhiều người bảo là tìm ở cái vị trí mà trên cái gầm, rồi là chỗ này chỗ kia. Nhưng mà em hỏi tất cả mọi người chứ thấy như vậy thôi, nhưng mà để xác định được cái chỗ đó mà để mà máy lên đó mà tìm được kiếm được chỗ đó nó cực kỳ khó. Bởi vì sao? Tìm kiếm được ở chỗ đó thì nó đâu phải dễ đâu mọi người, nó sâu tận 4-5 mét bùn để múc đi cái hướng nào đó để mà nghi ngờ ở khu vực đó. Các em cũng nghĩ là khu vực nhà sàn, nhưng mà bây giờ làm sao mà tìm khu vực nhà sàn đấy? Bây giờ muốn tìm là phải gỡ hết gỗ, gỡ hết toàn bộ cái nhà đó, thì cái chi phí mà người bỏ ra một để vật giữa căn nhà đó nó nhiều lắm, chứ nó không phải dễ dàng đâu. Nên là em có tất cả mọi người là cái thời gian thì nó còn là 4-5 ngày nữa để gọi là tìm kiếm những người còn sót lại. Bây giờ thì vẫn còn sót tận 9 người đó, bây giờ vẫn chưa thể nào mà xác định được những người đó nằm ở đâu. Người thân trong gia đình thì vẫn nói là vẫn mong muốn, hoặc là có thể là sẽ
thấy được những cái người người thân của mình. Nhưng mà em nói tất cả mọi người chứ nó cũng khó khăn lắm chứ đâu phải là dễ dàng đâu mọi người. Bởi vì ở vị trí sâu như thế, khu vực đất rộng như thế thì làm sao mà tìm kiếm được. Cũng có nhiều cái phương án được đặt ra nhưng mà không thể nào mà là nó chính xác được, có nghĩa là chính xác ở chỗ đấy được. Nên là như hôm bữa mà mọi người biết rằng là khu vực mặt cầu ấy, cầu Làng Nổ đấy, đó, tìm kiếm ở đó thì mấy hôm sau đó thì cũng đã phát hiện được một người, xong rồi lại đó, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nữa thì phát hiện thêm những người nữa. Nhưng mà kết thúc lại thì mọi người thấy rằng là sau khi tìm kiếm được 3 người ở cái vị trí cầu đó thì bây giờ cũng không biết cái phương hướng nào mà để tìm kiếm, cũng chỉ là cái nơi mà gọi nghi ngờ có thể nằm ở đó thôi, chứ còn không có thể nào mà xác định được là chỗ nào là cái chỗ mà chính xác. Nên là cái quá trình tìm kiếm bây giờ nó cũng vẫn rất là khó khăn và gian nan đó. Mà ngược lại thì bây giờ mọi người thấy rằng là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, và mới gia hạn thêm ngày hôm qua là sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm 5 ngày cuối cùng nữa đó, và sau đó thì sẽ kết thúc tìm kiếm. Máy xúc sẽ rút về, công ty máy xúc Huy Bảo sẽ rút về, cũng như là người dân lúc đó chỉ còn gọi là mong muốn một cái gì đó rất là mong manh. Bởi vì là mọi người biết rằng là khu vực đầm lầy đất đá làm sao mà tìm đây. Nhiều người cứ bảo là bây giờ nhờ thầy, nhờ người nhập này kia, có tìm thấy đâu. Em bảo tất cả người làm sao tìm thấy được. Và bây giờ mà nghi ngờ ở chỗ đó, phải thuê máy xúc đến đó để hoạt động, để tìm ở chỗ đó thì nó lâu lắm, chứ nó không phải dễ đâu mọi người ạ. Nó múc ở đây là bùn đất, nó sâu tận mấy mét cơ mà, không có thể nào mà dễ dàng được. Nên là ở khu vực Làng Nổ thì bây giờ mọi người cũng vẫn đang tìm kiếm, không phải là ở chỉ ở bên này mà nó còn là nhiều cái chỗ khác nữa. Ví dụ như là ở trên cái khu vực đầu nguồn này đó, khu vực nào mà có thể là cái người nó sẽ bị giạt vào đó. Nhưng mà bây giờ mọi người thử nghĩ coi, nó sâu 4-5 mét bùn đất rồi, là lúc liệu mà tìm thấy cái người còn nguyên vẹn hay không. Nó sợ lúc mà tìm kiếm thấy thì thấy người nó không còn nguyên vẹn nữa thì nó khó lắm. Nên là cũng để chia sẻ với tất cả mọi người là cái quá trình tìm kiếm bây giờ nó cũng vẫn rất là khó khăn. Nó không biết thế nào được để mà tìm kiếm những người đó. Thì em cũng nói tất cả mọi người là tất cả chúng ta ở đây là cũng mong muốn là khu vực Làng Nổ để sẽ được tìm thấy hết. Bà con, đồng bào chúng ta sẽ được đưa hết lên và để lo làm tang lễ cho những người đó. Thì mọi người cũng biết rằng là cái điều mà chúng ta mong muốn ở đây là sẽ tìm được những người còn sót lại. Bởi vì còn tận 9 người nữa cơ, bây giờ vẫn còn 9 người nữa nhé. Chứ chưa phải là cái số mà ít đâu, 9 người nữa chứ không phải là ít. Nhưng mà tìm ở đâu mới là quan trọng. Bởi vì bùn đất cát rồi là mênh mông hết, không biết cái hướng nào để mà tìm kiếm. Thì bây giờ em chỉ có hy vọng vào cái máy xúc của công ty Huy Bảo thôi. Bởi vì máy xúc thì mới tìm được, chứ còn bây giờ người bình thường mà cầm cái cuốc ra mà để cuốc ở khu vực đó thì hầu như là không có cơ hội. Và nó không có một cái hy vọng nào để mà có thể cả. Bởi vì là mọi người biết rằng là đất đá rồi là chưa tính cái độ sâu, nó chỉ cần tính đất đá thôi, để mà đào được cái cục đá đấy lên thôi nó đã khó rồi, chứ chưa tính đến là khu vực đó nó độ sâu kèm theo bùn nước, làm sao mà tìm được, đúng không? Nên là em cũng mong muốn là có thể 5 ngày cuối cùng này thì có thể là tìm được những người tiếp theo, để những người mà còn mất tích bây giờ là đang giảm xuống đó, mất tích nhưng mà nằm sâu dưới bùn đất. Mà cái vị trí mọi người thấy nó rộng mênh mông như thế, múc nguyên cả một ngày thì nó chỉ được một cái chòm rất là nhỏ. Bởi vì là bùn ấy, khi mà múc đến đâu thì bên kia nó lại sụp xuống lên đó, nên là cái lượng bùn đất nó lại càng đẩy lên. Nên là bây giờ thì cũng không biết được cái vị trí nào là có người. Cũng rất mong là cái công ty Huy Bảo cũng như là may mắn sẽ tìm được những người tiếp theo. Thì mọi người cũng đã biết rằng là ở cái khu vực mà Làng Nổ ấy, thì bây giờ những cái người dân mà họ mất nhà thì họ đã được ở bên nhà tạm, rồi sau đó sẽ có một cái khu mà được tái định cư, rồi sau đó rất nhiều người sẽ đến đó để ở. Còn bây giờ thì những người thiệt hại thì cũng được hỗ trợ, và có hỗ trợ, nhưng mà cái nỗi đau đó, mất mát về người thì nó không thể nào mà nó bù đắp được. Mọi người biết rằng là ví dụ như là cái người mà bây giờ là tìm thấy á, đúng không, tìm thấy á, thì mọi người biết rằng là gia đình họ cũng chỉ có đưa về làm an táng tang lễ thì để cho người thân của họ đỡ là nằm trong bùn đất ấy đó. Ai cũng mong muốn điều đó chứ, ngay cả bản thân chúng ta là những người mà không phải là người thân trong gia đình của họ, nhưng mà mình cũng mong muốn rằng là có thể là sẽ tìm được những người đó để cho họ đưa về. Một mọi người biết là chỉ có sau 3 tiếng nổ lớn đã cuốn trôi cả ngôi làng nổ. Và những người mà em trực tiếp để nói chuyện ấy thì mọi người biết rằng là nói rằng là những cái tiếng nổ đầu tiên ấy thì vẫn còn những người mà còn la hét, nhưng mà tiếng nổ thứ hai thì hầu như là càn quét hết, và tiếng nổ thứ ba thì đã san phẳng, và bây giờ thì nó chỉ còn đất đá, nó không còn cái gì nữa. Thực sự với mọi người là tất cả chúng ta cũng đều mong muốn những cái điều gì đó nó tốt đẹp nó xảy ra với Làng Nổ, và mong muốn sẽ tìm được những người còn sót lại. Chứ bây giờ em hỏi tất cả mọi người chứ nếu mà kết thúc 5 ngày nữa mà không tìm được thì rất là khó, bởi vì là nó chỉ còn là 5 ngày cuối cùng đó, để đếm ngược để tìm những người còn sót lại. Và bây giờ cái số lượng mà mất tích vẫn còn 9 người nữa,
chưa thể biết được nằm ở đâu. Đấy, nên là bây giờ nhiều người cũng đang cầu nguyện là mong sao mà có thể là để cho tìm kiếm được những người đó, để có thể là hỗ trợ đưa về gia đình. Cũng như là 5 ngày nữa kết thúc tìm kiếm thì mọi người biết rồi, biết tìm ở đâu, đúng không? Biết tìm ở vị trí nào. Bởi vì chúng ta phải xác định được vị trí, cái vị trí nào là có người nằm ở bên dưới thì lúc đó mới khoanh vùng để tìm kiếm. Chứ còn bây giờ mọi người biết rằng là dù cho có máy xúc đi chăng nữa, nhưng mà cái khu vực mà không khoanh vùng được ấy thì tìm kiếm nó cũng khó khăn lắm. Và hầu như không có cái cách nào để mà có thể là tìm được những người đó. Bởi vì là độ sâu bây giờ mọi người biết là nó 4-5 mét đó, mà bùn đất đá không à. Mọi người biết rằng là múc đấy, mọi người thấy đấy, múc cả một ngày nó chỉ được vài mét đất bùn ở dưới lên thôi, chứ còn lại là hầu như là không thể biết được cái vị trí nào nó là chính xác cả. Nên là cái công cuộc tìm kiếm bây giờ nó rất khó khăn đó. Nên là em cũng sẽ cố gắng làm sao đó để mà cập nhật được những thông tin mới nhất, để gọi là truyền tải đến tất cả quý vị khán giả. Mà em cũng vẫn ở làng Nổ để tiếp tục cập nhật thông tin, để cho tất cả quý vị khán giả thì sẽ biết được cái thông tin tình hình mới nhất, để có thể là ủng hộ giúp cho Hoàng Sẽ TV đó. Em đi cái chuyến này ra Hà Nội thì ra đến khu vực Lào Cai, Hà Giang, đến khu vực miền núi phía Bắc, thì cũng để hỗ trợ cập nhật thông tin cho tất cả quý vị và các bạn sẽ tiếp tục xem được những hình ảnh thực tế nhất và mới nhất tại khu vực làng Nổ, để cho tất cả mọi người sẽ theo dõi đó. Nên là cái video này thì chắc là em cũng sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều khi đã xem hết video này, cũng như là cái tình hình thông tin như thế nào đó, tìm được thêm người thì em sẽ liên tục cập nhật cho tất cả mọi người biết.